Cao phong 16 gió đèn nha. Khui nổ cho khách. Dòng 16 gió đèn huyền thoại. Hồi xưa là đâu có máy lớn đâu, có 16, 12 dòng này thôi. Cao phong, đông phong có nhất. Hồi xưa là cái sắt đổi bằng vàng. Trung Quốc lấy sắt qua Việt Nam đổi vàng. Năm kiểu mấy mà bộ đồ nghe bản sắt này có thể cầm đi được, cầm đồ bỏ đồ vô đây đem đi sửa máy. Rồi nếu như con này tranh thủ nổ mấy cái là chở luôn nha. Chờ luôn hả? À, ví dụ như nổ máy mà nó nhìn không nổ rồi. Đó. Nghe sụp sụp là không nổ đâu. Rồi xong. 3 lần quay. 1. Nhớ vòng vô. Xả chưa hết gió nha, vẫn còn khói nè. Xem nữa, anh cao to đen thôi đã bị rụng răng rồi.